đẹp Tân Á xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Các bạn thân mến, để gợi ý một mẫu nhà đẹp trong tương lai, thì hôm nay nhà đẹp Tân Á xin giới thiệu với các bạn mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Huân, có địa chỉ tại Quảng Bình. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh 3D căn nhà của anh Huân. Căn nhà của anh Huân là căn biệt thự 2 tầng có phong cách tân cổ điển, được chúng tôi bố trí tông màu chủ đạo là màu trắng kết hợp với hệ mái thái, giúp cho công trình thêm năng động, trẻ trung, tươi sáng và ấm áp hơn. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể ngôi nhà cũng như là khuôn viên vườn tạo cho không gian sống thêm sang trọng và đẳng cấp. Di chuyển từ sân vào tiền sảnh, căn nhà của anh Huân được chúng tôi bố trí gồm có 5 bậc cấp sử dụng đá kim sa đen cầu trắng, giúp ngôi nhà luôn được cao ráo, thông thoáng, sạch sẽ, dễ vệ sinh và không bị bám bụi. Hai cột ở tiền sảnh thì chúng tôi bố trí là cột vuông to khỏe khoắn, điểm xuất những họa họa tiết rất là bắt mắt. Cửa chính chúng tôi bố trí là cửa gỗ lim đan phi khung pano kính phun sơn màu đỏ, giúp bề đẹp theo thời gian. Giá thành thì hợp lý và chịu được thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam. Nhìn vào đây thì chúng ta thấy ở phía bên trái ngôi nhà thì chúng tôi bố trí thêm một gara để giúp gia đình anh có thể thuận tiện cho nhu cầu để xe ô tô. Và khu vực bên trái thì chúng tôi thiết kế thêm một sảnh phụ để giúp tất cả các thành viên trong gia đình anh Huân có thể thuận tiện cho nhu cầu đi lại cũng như là sinh hoạt được tốt hơn. Đây ạ, các bạn nhìn góc độ này thì chúng ta thấy ở khu vực tầng 1 và tầng 2 thì chúng tôi bố trí thêm những tấm phủ điêu giúp cho ngôi nhà thêm cân đối và hài hòa hơn, tạo nên không gian sống đẳng cấp và sang trọng và hơn cho ngôi nhà. Xung quanh ngôi nhà được chúng tôi bố trí rất là nhiều bồn hoa và chậu cảnh để giúp gia đình anh Huân có thể trồng những cây hoa nhỏ và cây cảnh, giúp tạo không gian sống xanh, trong lành và mát mẻ hơn. Ngoài ra khu vực ban công của tầng 2 để chúng tôi bố trí là lan can con tiện rất là bắt mắt cũng như là tinh tế, giúp tạo độ bền đẹp theo thời gian cũng như là tạo tầm view cho tổng thể ngôi nhà. Ngoài ra thì khu nhà căn nhà của anh Huân được chúng tôi bố trí rất là nhiều họa tiết đơn giản, giúp cho ngôi nhà luôn được bắt mắt cũng như là sang trọng hơn rất là nhiều. Từ trên cao nhìn xuống căn nhà của anh Huân được chúng tôi bố trí hệ mái thái rất là tinh tế. Hệ mái thái ở đây thì được chúng tôi bố trí có độ dốc vừa phải, giúp chống nóng cũng như là chống rột ẩm mưa rất là tốt và giá thành thi công lại khá hợp lý. Tiếp theo xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu kênh YouTube cũng như là website của nhà đẹp Tân Á các bạn nhé. Xin giới thiệu tới các bạn, đây là kênh YouTube của nhà đẹp Tân Á. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp từ nhà phố, nhà vườn, nhà cấp 4, nhà biệt thự để các bạn có sự lựa chọn phù hợp với ngôi nhà trong tương lai của mình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những video quay lại quá trình thiết kế và thi công một ngôi nhà để các bạn có cái nhìn thực tế và rõ ràng hơn. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh, thông báo cũng như là theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà chúng tôi đã phát sóng các bạn nhé. Ngoài ra thì chúng tôi cũng làm việc trên một website mang tên miền nhadeptana.vn. Ở đây chúng tôi cũng trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp từ miền Trung ra tới miền Bắc và cho tới vào tận miền Nam. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy truy cập vào website nhadeptana.vn cũng như là kênh YouTube Nhà Đẹp Tân Á để lựa chọn cho mình những mẫu nhà phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như là nhu cầu sử dụng trong tương lai các bạn nhé. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh mặt bằng định vị khu đất của gia đình anh Huân có địa chỉ tại Quảng Bình để các bạn có cái nhìn rõ ràng và thực tế hơn. Tiếp theo xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Huân các bạn nhé. Căn nhà của anh Huân thì tọa lạc trên diện tích đất là 12,5 nhân với 15,2 mét vuông, kết hợp với một gara ở khu vực bên trái ngôi nhà. Từ sảnh chính bước vào là phòng khách với diện tích là 34,5 mét vuông, kết hợp với bộ bàn ghế, sofa và tivi để giúp gia đình anh Huân có khoảng không gian sinh hoạt chung cũng như là tiếp đón khách được rộng rãi và thoải mái hơn. Di chuyển vào là phòng bếp cộng ăn với diện tích là 25,6 mét vuông, cũng như là một sảnh phụ để giúp gia đình có thể thuận tiện cho nhu cầu đi lại cũng như là sinh hoạt và tránh được mùi thức ăn. Một nhà vệ sinh ở khu vực cuối nhà với diện tích là 3,0 mét vuông. Một phòng ngủ với diện tích là 16,5 mét vuông, đi kèm với vệ sinh khép kín là 4,8 mét vuông. Lên tới mặt bằng kiến trúc tầng 2 để chúng tôi bố trí một phòng thờ với diện tích là 15,4 mét vuông, kết hợp với cửa lùa và cửa sổ, giúp cho không gian phòng thờ luôn được thông thoáng, không quá bí và tránh ánh nắng trực tiếp chói vào. Ngoài ra tầng 2 là chúng tôi bố trí gồm có hệ thống hai phòng ngủ có diện tích lần lượt là 14,3 mét vuông. Ở phòng ngủ thứ hai thì kết hợp với vệ sinh chung với diện tích là 4,8 mét vuông cũng là một phòng ngủ. Ngoài ra thì chúng tôi bố trí một phòng tập thể dục với diện tích là gần 10 mét vuông để giúp các thành viên trong gia đình có thể tập thể dục để nâng cao sức khỏe, và một sân phơi rất là rộng lớn ở đây để giúp gia đình anh có thể thuận tiện cho nhu cầu phơi quần áo. Xung quanh ngôi nhà là chúng tôi bố trí rất là nhiều hệ thống cửa sổ giúp cho ngôi nhà luôn là thông thoáng và giúp không gian sống của gia đình anh Huân thêm hài hòa hơn với thiên nhiên. Các bạn vừa được tham khảo xong mẫu nhà mà nhà đẹp Tân Á đã thiết kế cho anh Huân có địa chỉ tại Quảng Bình. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho ngôi nhà tương lai của mình.
Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy đừng ngần ngại nhấc máy lên và gọi hotline cho chúng tôi 0944 784 333 để tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Nhà Đầu Tư Đá. Xin chào và hẹn gặp lại.